Hi, xin chào các anh em. Em gửi đến các anh em cặp loa cây, lập loa cây của hãng Victor liên công suất nha. Cặp này nó ba đường tiếng, một bát một kiếp đơm. Mỗi loa cây một bát một kiếp đơm và một loa súp. Loa súp nằm trong này luôn nha. Cái này ổ thông hơi súp nè. Mỗi loa là ba quay, ba đường tiếng. Bát này bát nó tầm 12 nè. Còn loa súp ở trong ba súp thì bát 13. Đây, loa của nó đây, chép đơm nha. Mình test thử nhạc đi. Loa liên công suất luôn rất là hay. Hơn 10 kg. Rồi, cao tầm cái này cao tầm
mét mốt mét hai gì đó, em chưa đo luôn nhưng mà chắc tầm gần mét hai á. Rồi cảm ơn các bác đã xem.